Rồi, hello, chào các bạn. Thì hôm nay mình làm cái clip để cho cái con vật nuôi là ở đây mình là cho con gia cầm như bạn. Đây mình có nuôi con vịt siêu pháp. Thì mình xin có một số lưu ý để cho các bạn ứng dụng cái con rùa đính đen của mình vào trong chăn nuôi gia cầm, nuôi vịt và nuôi gà. Thì một cái lưu ý thứ nhất có hiện tượng là quá đạm thì các bạn phải cân chỉnh cái lượng thức ăn cái con ấu trùng lại nha các bạn. Đó, cân chỉnh lại cái lượng đạm trong thức ăn của chúng ta, rồi chúng ta giảm cái tỷ lệ con ấu trùng rùa đính đen lại. Thì cái con ấu trùng rùa đính đen nó có hàm lượng đạm cao. Đó, cao khi mà con ấu trùng nó chuyển sang màu đen các bạn, nó quá đen. Đó, nó quá sang màu đen thì cái hàm lượng đạm trong con ấu trùng nó rất là cao. Ví dụ như là những con đen này các bạn, đó hàm lượng đạm nó rất là cao. Và khi chúng ta nuôi con sâu bằng đạm động vật, ví dụ như là nuôi bằng hũ phi âm lò mổ, bằng đầu cá ruột cá thì con ấu trùng ta đạm rất cao, có thể là con ấu trùng tươi nó hơn 20% luôn nha các bạn. Còn các bạn nuôi cái con ấu trùng bằng sắc đậu hoặc là ba cái phụ phế phẩm ngoài chợ ra củ quả thì đạm rất ít bạn, khoảng mười mấy thôi các bạn. Thì khi chúng ta cho ăn thì chúng ta nên lưu ý, chứ không phải mà chúng ta thấy con vật nuôi, con vịt chúng ta ăn nó ăn mạnh quá rồi chúng ta cứ xúc cho ăn thì không có tốt nha các bạn. Đó, nó sẽ quá đạm. Rồi, cái nội dung thứ hai là cái nội dung này là cũng tương đối là quan trọng nữa các bạn, là khi chúng ta cho con vật nuôi chúng ta ăn các bạn thì chúng ta nên là xử lý cho con sâu nó chết. Đó, xử lý cho con sâu chết đây các bạn. Đó, xử lý cho con sâu chết xong rồi chúng ta ngâm qua cái VM vi sinh. Đó, đây các bạn, nó ngâm qua cái VM vi sinh thì khi cho con vật nuôi chúng ta ăn thì nó rất là an toàn. Thì mình đã phát hiện ra một điều là khi mà chúng ta cho cái con vịt chúng ta ăn cái con rùa đính đen này mà ăn tươi các bạn, mà vịt chúng ta còn nhỏ dưới một tháng thì chúng ta cho ăn sâu tươi luôn, mà những con sâu già và chúng ta ăn số lượng quá nhiều thì có hiện tượng là nó phá cái mề của con vịt chúng ta nha các bạn. Đó, để chút nữa mình cho các bạn xem cái mề của con vịt đó, nó bị tổn thương rất là nặng khi mà chúng ta cho con vịt chúng ta ăn ấu trùng tươi. Đó, thì chúng ta biện pháp khắc phục là chúng ta nên là xử lý cho con ấu trùng ta chết đó, bằng cách là nấu hoặc là trộn nước sôi các bạn. Đó, chúng ta nấu cho nó chết và chúng ta ngâm qua cái ve vi sinh. Đó, và ở đây hoặc là chúng ta làm cái dịch đạm rùa đính đen đó, để chúng ta phối trộn với lúa với đậu nành với cắm bắp cắm gạo rồi chúng ta cho vịt nuôi ta ăn các bạn. Thì đó là cách khắc phục. Rồi, cái này là quan trọng nha bạn, cái nội dung này là quan trọng lắm nè. Đó, vì mình đã trải qua rồi các bạn, mình cũng đã bị trục trặc cái vấn đề đó rồi, và mình cũng mổ, mình khám con vịt và thấy cái mề của nó tổn thương rất là nặng. Đó, cho nên khi mà chúng ta cho con vật nuôi chúng ta ăn, chúng ta kỹ để vật nuôi chúng ta an toàn thì chúng ta xử lý cho con ấu trùng nó chết. Đó, hoặc là chúng ta sai cái dịch đạm đó, ủ dịch đạm để ta phối trộn với lúa nè các bạn, với lúa với cám bắp với lại sắc đậu, vitamin và cái men thứ cấp và men tỏi để cho con vật nuôi vịt nó ăn, nó rất là tốt. Rồi, cái nội dung thứ ba là khi mà chúng ta nuôi con ấu trùng rùa đính đen bằng thức ăn phụ phế phẩm sắc đậu thì nó sẽ có vi khuẩn có hại các bạn. Cho nên khi chúng ta khai thác để cho con vịt chúng ta ăn, con vật nuôi nó ăn thì chúng ta xử lý qua bằng cái men vi sinh. Đó, xử lý qua bằng cái men vi sinh này các bạn. Như đây nè, mình xử lý cho nó chết rồi xong rồi mình ngâm cái men vi sinh này. Đó, ngâm khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi cho để xử lý cái vi khuẩn có hại các bạn, nó tiêu diệt các con vi khuẩn có lợi trong men vi sinh đó. Nó tiêu diệt tất cả các vi khuẩn có hại. Rồi chúng ta sẽ cho con vật nuôi chúng ta ăn thì nó bảo đảm tuyệt đối là an toàn 100%. Đó. Và cái nước men này thì chúng ta ngâm lại lần thứ hai nữa vậy, hoặc là chúng ta ủ thức ăn, ủ ba đậu để cho con sâu ăn. Thì chúng ta nuôi con rùa đen, con sâu canxi này bằng cái men vi sinh rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải khi mà chúng ta cho ăn chúng ta cũng phải xử lý qua men này các bạn, để cho bảo đảm là an toàn tuyệt đối 100% cho con vật nuôi chúng ta tiêu hóa tốt. Đó, tiêu hóa tốt.
Thì cái men sinh này nó có tác dụng là kích thích tiêu hóa cho vật nuôi, giúp vật nuôi phát triển tốt và nó tiêu diệt các vi khuẩn có hại ở trong thức ăn và trong đường ruột bộ, trong cái nội tạng, trong cái đường ruột của con dịch. Các bạn, rồi bây giờ mình sẽ cho ăn các bạn nè, thức ăn là phó trộn rồi các bạn. Đó, mình phó trộn nè, phó trộn mình phó trộn 25-30% cái dịch tạm ruộng đen. Đó, vật nuôi ta ăn rất là tốt các bạn. Chúng ta khi mà chúng ta phối trộn, chúng ta nên lưu ý là ta tập cho vật nuôi quen dần, mà nó là 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, vậy cho nó quen dần để nó không bị tiêu chảy nha các bạn. Đó, không bị tiêu chảy. Rồi mấy cái dịch đạm này thì chúng ta phải tập cho nó thôi, chúng ta đừng có áp một lần. Và khi chúng ta phối trộn, chúng ta nhớ cân chỉnh cái lượng đạm, cân chỉnh cái lượng đạm như bạn. Thì chúng ta nên lưu ý là cái ấu trùng ruộng đen này càng già đạm càng cao, và nó ấu trùng tươi chúng ta ủ dịch đạm, hoặc là chúng ta ăn ấu trùng già tươi này tầm dao động khoảng tầm 18-22% đạm, thì chúng ta phải cân chỉnh. Khi chúng ta phối trộn chúng ta cân chỉnh các bạn đó, để cho nó cân bằng cái lượng đạm để vật nuôi ta phát triển tốt, không bị rụng lông nè các bạn. Thế dịch mình nó cũng tương đối là nó đều các bạn, tại vì mình cái bài này mình thử nghiệm là cho ăn 100% cái ấu trùng ruộng đen luôn, nhưng mà nó bị thất bại một lần là nó phá cái mề của con dịch các bạn. Đó rồi đó, cái đó là đang ăn cái thức ăn phó trộn dịch đạm ruộng đen. Thì mình ở đây phó trộn dịch đạm ruộng đen với lại lúa với lại cám bắp rồi sắc đậu các bạn, vitamin muối đó. Rồi bây giờ mình sẽ vớt đây cái này nè bạn, các bạn cứ làm như thế này đi, bạn phải bỏ công ra các bạn, để cho chúng ta an toàn. Thế chúng ta hạn chế là chúng ta cho ăn sâu tươi, thì chúng ta cho ăn sâu tươi cũng được nha các bạn, mà vật nuôi chúng ta phải tầm từ phải 1,5 tháng trở lên đó, 1,5 tháng trở lên thì chúng ta mới cho ăn cái sâu tươi được. Và chúng ta ăn cho một lượng nhỏ thôi, chia ra một ngày nhiều lần 3-4 lần vậy các bạn, thì chúng ta kỹ an toàn, chúng ta khỏi lo lắng gì. Thì chúng ta nên xử lý cho con sâu chết đó, xử lý cho con sâu chết xong chúng ta ngâm qua cái nước với em một lần 2-3 tiếng đồng hồ rồi chúng ta cho ăn, bảo đảm tuyệt đối với các bạn luôn. Và chúng ta phải cân chỉnh cái lượng đạm ta cho vật nuôi ta ăn hàng ngày, đừng để nó quá đạm và đừng để thiếu đạm nha các bạn. Quá đạm cũng nguy hiểm mà thiếu đạm cũng nguy hiểm luôn các bạn. Thiếu đạm thì chúng ta có thể khắc phục được, ta thấy dịch chúng ta còi cọc thì chúng ta tăng cái lượng đạm lên, nhưng mà quá đạm thì vật nuôi chúng ta bị bại, nhất là con dịch xiêm pháp này các bạn, nó rất là dễ bị bại liệt. Quá đạm là nó bại chân liền thì chúng ta nên lưu ý. Rồi mình bây giờ mình xin rút lại cái ba cái nội dung quan trọng mà chúng ta khi cho con dịch chúng ta, con vật nuôi con gà con vịt chúng ta ăn cái ấu trùng ruộng đen, ứng dụng cái ruộng đen này trong chăn nuôi, thì thứ nhất là chúng ta phải cân chỉnh cái lượng đạm đó, để cho hợp lý, để đảm bảo cân bằng cái hàm lượng đạm cho trong thức ăn cho vật nuôi chúng ta phát triển tốt. Tùy vào lứa tuổi của vật nuôi, nhỏ thì đạm nó cao, cho trâu thì vừa vừa, còn lớn thì đạm nó thấp xuống mà nó ăn số lượng nhiều các bạn. Rồi thứ hai là chúng ta nên xử lý cho con sâu nó chết đó, nó không có mất đạm đâu các bạn, nó không có giảm hàm lượng đạm đâu, chúng ta chỉ trụng nước sôi cho nó chết thôi đó, nó không có giảm đâu. Và chúng ta ngâm qua cái men vi sinh thứ cấp, men vi sinh thứ cấp này lợi hại lắm nha các bạn, bạn đừng có giỡn với nó đó, nó là triệu con men, con vi khuẩn có lợi trong đây nha các bạn đó. Và chúng ta cho vật nuôi ta ăn cái men thứ cấp này, chúng ta cho ăn dư cũng không sao các bạn, lố đều cũng không sao, bình thường vật nuôi chúng ta phát triển rất là tốt. Rồi cái tiếp thứ ba đó là thì cái cũng là cái men vi sinh nha các bạn đó, chúng ta xử lý cái vi khuẩn có hại rồi để cho vật nuôi chúng ta ăn đó, rồi an toàn ăn thoải mái. Cái này là mình ở đây mình còn được 40 con vịt nè các bạn, 40 con vịt xiêm pháp, thì ngày mình khai thác cho nó sáng mình lấy khoảng 4 kg cho nó ăn các bạn, và mình trộn với lại vịt đạm với lại lúa với lại mấy cái sắc đậu cám bắp cấp gạo các bạn đó, cái này mình trộn vô 25% nữa, rồi vật nuôi nó đủ đạm các bạn, đủ đạm. Và khi chúng ta cho nuôi dịch thì chúng ta cố gắng làm cho mình bình cái men tỏi, cái men là nó kích quá diệt khuẩn, và cái tỏi là nó sẽ là cái kháng sinh tự nhiên, vật nuôi ta phải tốt. Bài dịch của mình là ở đây mình nuôi ít cho bạn, còn các bạn nuôi nhiều thì chúng ta cố gắng là chúng ta phải chích vaccine, còn mình ở đây mình nuôi ít không tiêm vaccine và không thuốc kháng sinh, mình chỉ bổ sung vitamin cho nó thôi
đó, và thức ăn phối trộn và ông trùng đuổi đen. Bây giờ mình 2 tháng nữa các bạn, đó những con trống bạn thấy không, rất là to đó, những con trống này đó. Và các bạn thấy là những con đẹp đó bạn, những con nhỏ nhỏ đó là do mình thử nghiệm cho nó ăn 100% ấu trùng đuổi đen tươi, thì nó đã bị tổn thương cái mề của nó và nó bị đẹp luôn các bạn. Thì nó cũng 3-4 con thôi bạn, nó không có nhiều, còn đa số là nó rất là tốt. 2 tháng dịch mà 2 tháng là vậy là rất là tốt các bạn đó. Gần đủ lông luôn nè, gì trống rồi các bạn. Thì chúng ta nuôi khoảng nửa tháng nữa, 20 ngày nữa là chúng ta sức được rồi, và chúng ta ăn được rồi các bạn đó. À, dịch mái đủ lông luôn rồi các bạn, 2 tháng rồi đó. Rồi cái dịch trống ngoài các bạn rất là to, mình cứ thử cho nó chết rồi mình ngâm men. Cái men này mình không có bỏ, mình ngâm một lần nữa hoặc là mình ủ thức ăn để mình nuôi sâu đó, không bỏ gì hết các bạn. À, mình cho nó ăn thoải mái, ăn gì nào đo no thôi, vì cái này là mình xử lý cho nó chết rồi, nó không tổn thương cái mề của con vịt. Thứ nhất, thứ hai là nó xử lý cái vi khuẩn có hại rồi đó, cho ăn thoải mái. Và cố gắng thoải mái, không phải mà mình cứ cho nó ăn no nữa. Cái ấu trùng này không ăn 100% được, nó sẽ bị quá đạm đó. Thì nó dịch chúng ta phát triển không có tốt, nó bị bại, nhất là nó đang mọc rồng cánh các bạn, đang giai đoạn mà nó đủ lông này các bạn, thì nó rất là yếu, nên chúng ta phải cân chỉnh cái lượng đạm. Rồi nãy giờ mình cũng cho nó ăn nhiều, thì ngày mình cho nó 40 con, ngày cho 4 kg các bạn, dịch 2 tháng đó. Còn lại là mình thức ăn trộn, phối trộn. Thức ăn trộn này mình ra tầm khoảng là 4.000-4.500 kg các bạn, nó không có cao. Mình xác đậu mình trộn 40% lận, mà nó cũng đảm bảo đủ chất cho con vịt chúng ta, vịt gà chúng ta. Thức ăn bây giờ, công nghiệp bây giờ tăng rất là cao bạn. Một tuần là nó tăng 10.000, tuần tăng 10.000. Cám gà mình mua mình nuôi sâu các bạn, thì lúc trước á nó 280, bây giờ nó lên tới 330 các bạn. Nửa tháng tăng 10.000, nửa tháng tăng 10.000, cho nên chúng ta phải cố gắng tìm được cái nguồn phế phẩm để chúng ta nuôi rồi, và chúng ta kết hợp với lại làm cái dịch đạm để chúng ta phối trộn cho vịt nuôi ta. Không phải là chỉ cho vịt các bạn, cho heo, cho không phải cho vịt, cho gà, mà chúng ta cho heo rồi bò các bạn. Đó, mình đây nè. Mấy bò mình cho nó ăn cái dịch đạm trộn với sắc đậu với cắm bắp nè các bạn. Ngày mình cho nó ăn 1% thể trọng. Đó, các bạn thấy không? Ít con bò nè các bạn. À, đó, cái đít như là cái lòng bàn luôn các bạn, như cái lòng bàn luôn. Một ngày đó tăng tổng hơn 1 kg luôn các bạn đó, ăn cỏ ủ rồi thì tinh bột là thức ăn phối trộn đó, rồi cỏ tươi rồi rơm đó các bạn, không có tốn hột cám công nghiệp nào hết đó, thấy không, đít đó các bạn. Con này là con nhỏ nè các bạn, còn con này thì nó bị hư rồi, mình xuống đây mình vỏ béo cho nó luôn, đổ thịt rồi mình bán. Đó, rồi kia nữa các bạn, hai con nắng nữa kìa, một chuồng bò trên kia nữa các bạn, là mình đều cho nó ăn cái dịch đạm phối trộn các bạn. Rồi video đến đây là kết thúc các bạn, thì cuối cùng thì xin chúc các bạn chăn nuôi đạt hiệu quả cao, và chúng ta ứng dụng thành công cái con rụn đen này vào trong chăn nuôi. Bây giờ thì cái trứng rụn nó cũng rẻ rồi các bạn đó, thì chúng ta mua quà mua về chúng ta nuôi, hoặc là chúng ta tự sản xuất cái trứng ra để chúng ta nuôi thành cái con ấu trùng này, rồi chúng ta cung cấp cho con vật nuôi chúng ta ăn đó. Rồi xin chào các bạn, thì chúc bạn chăn nuôi đạt hiệu quả cao.